Chị mâm cũng quả ngày Tết thì không bao giờ có thể thiếu được những quả bưởi được. Tuy nhiên bưởi thì cũng có rất là nhiều dòng giống khác nhau như là bưởi ruby, bưởi da xanh hay là bưởi diễn. Hiện nay thì vừa nên có về thêm một giống bưởi mới. Chúng có vỏ màu đỏ đẹp mắt, ruột cũng đỏ, ăn rất là ngọt và mọng nước. Giống này cũng là một giống chín muộn vào dịp Tết, phù hợp cho các bác trang trí gia đình. Hơn nữa, màu đỏ trưng đầu năm mới cũng tượng trưng phú quý, tài lộc gia chủ. Mời các bác cùng tham khảo giống bưởi mới này bên em nhé. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ giới thiệu thêm với các bác một dòng bưởi mới, đó chính là bưởi đỏ Thái Lan. Loại quả này như đầu video em có nói, chúng có vỏ đỏ, ruột đỏ. Hơn nữa chúng còn chín muộn ở thời điểm Tết. Hiện nay thì loại quả này cũng đã trồng thành công ở Việt Nam ta rồi, cũng rất được mọi người ưa chuộng và đón nhận. Loại quả này các bác có thể trồng làm kinh tế cũng được. Hiện nay thì cũng chưa có nhiều nơi trồng mở rộng mô hình kinh doanh loại cây này để làm kinh tế đâu ạ. Còn nếu mà các bác muốn trồng 1 đến 2 cây trong khuôn viên gia đình mình, vừa giúp trang trí nhà cửa, vừa để hái quả ăn thì bên em vẫn có đủ, vẫn cung cấp đủ các bác nhé. Bưởi đỏ Thái Lan thì bên em vẫn sẽ có nhiều cỡ khác nhau, từ những cây giống nó chỉ cao khoảng 60 đến 70 phân thôi. Tất cả thì đều là hàng ghép, hay là đến cả những cái hàng cao khoảng 2m rưỡi 3m thì em vẫn còn đủ. Các cây này thì đều đã thuần với hiệu Việt Nam, gốc ghép ổn định khỏe mạnh. Em vẫn có nhiều cỡ to hơn và cây như này em vẫn có thể ra hàng toàn quốc. Các bác đã nhận hàng, kiểm tra rồi lại thanh toán. Bưởi thì là một trong năm loại hoa quả bắt buộc phải có trên mâm ngũ quả ngày Tết. Vậy nên là chúng ta có thể thăng thêm màu sắc, may mắn và mâm thờ của mình mỗi Tết xuân về, cũng như là trang trí nhà cửa. Không chỉ để trang trí mà loại quả này cũng ăn rất là ngọt và ngon, ruột đỏ, mọng nước. Chúng sẽ không bị khô như một số dòng bưởi trong nước ta đâu. Các bác có thể tham khảo thêm về giống bưởi này nhé. Ngoài giống cam bưởi của Việt Nam thì bên em sẽ có nhiều giống khác nhau, giống ngoại nhập như là bưởi đỏ Thái Lan em vừa giới thiệu, hay là đến cả những giống cam như thế này. Đây là giống cam Cara ruột đỏ của Úc. Loại này thì sẽ có một ruột màu đỏ, đỏ cam nhé. Nó sẽ không có ruột màu vàng như thông thường nhé. Vỏ vàng, ruột đỏ cam, loại này không có hạt. Dòng này thì sẽ có vỏ khá là dày, chúng ta dùng để ăn cũng rất là ngon nhé. Không hạt, rất là mọng nước. Đây là những cây nhỡ rồi, hàng ngày thì em trồng bầu nguyên bản như thế này nhé. Thì ghép rất là ổn định, khỏe mạnh, trồng rất là nhanh có quả thôi. Ở Việt Nam thì cũng rất là hợp trồng những loại cam đấy ạ. Chúng ta có thể trồng ở cả ba miền hiệu nước ta nhé. Đây là cam Cara ruột đỏ của Úc. Ngoài cam Cara thì em sẽ còn cam canh, cam đường canh nha, hay là cả những cây cam decarbon của Nhật Bản. Các hàng decarbon thì cũng là một loại ngoại nhập nhé, nó sẽ còn nối trên đỉnh ngọn, vỏ màu cam, ruột cũng màu vàng cam, quả khá là đẹp mắt. Cả hai dòng này thì đều không có hạt, ăn rất là ngọt. Ngoài ra thì đây là những cây vú sữa hoàng kim, em sẽ có đủ từ hàng giống này, những cây giống cao khoảng 60-70 phân như thế này thôi là 150.000 một cây các bác nhé. Hay đến cả những hàng to như thế này, mình trồng khoảng 6-8 hàng cho quả thôi. Em sẽ có hàng từ 400.000-800 nhé. Từ từng cây, từ từng kích thước, rất là nhiều kích thước của những cây bồ sữa hoàng kim này. Trên này thì em sẽ có nhiều cây nữa, đó là cây tự đằng này. Tự này bác có hay hỏi em nhiều hay tự đằng. Hàng quận, tự đằng em đã hết rồi, hàng này là hàng quận chiết. Hiện nay thì em có những hàng đã vào bầu ổn định như thế này, chúng ta trồng thì đảm bảo hơn nhé. Là rất là ổn định, khỏe mạnh rồi, hoặc là đến cả những cây giống như này. Cây giống này cao khoảng 20-25-30 phân, còn những cây khoảng 40-50 nhé. Này giá là 200.000 một cây, hay là những chậu như thế này là giá 500.000 ạ. Nếu rất là ổn định khỏe mạnh rồi, chúng ta trồng rất là đảm bảo nhé. Hoa tự đằng, nếu mà các bác muốn chơi hoa tương tự với hoa tự đằng màu quanh năm thì chúng ta tham khảo dòng mai xanh Thái. Dòng này thì được cái hoa quanh năm, mùa đông không bị rụng lá đâu ạ. Những bầu leo rất ổn định như thế này, cây cao hơn 1 mét là 200.000 một cây. Hoa mai xanh Thái cũng là một giống hoa lơ giàn đấy ạ. Mai xanh Thái, tử đằng, lan hoàng dương, lan tỏi, một số giống hoa lơ giàn các bác hãy tham khảo để trang trí khuôn viên gia đình mình nhé. Hay đến cả những lô mộc hương thoát thân chân dài thẳng tắp như thế này, em vẫn có đủ này. Cái này đã bắt đầu bung hoa một chút rồi, đang bung rất là nhiều hoa rồi này, bắt đầu nở hương thơm rồi đấy ạ. Hương nhé. Cái này thì em vẫn còn thêm cả lan hoàng dương nữa các bạn. Các hàng dương một chậu này là 250.000 một chậu. Nó leo ổn định trong chậu luôn rồi. Em gửi nguyên bầu như thế này nhá. Vì các bác sẽ gỡ leo ở các giàn này ra, chúng ta cố định lên giàn của mình luôn thì cái leo phát triển rất là nhanh. Lan hoàng dương này, sự quân tử, hoặc là một số dòng hoa khác nữa, rất là nhiều dòng hoa. Tuy nhiên nếu mà các bác muốn hoa quanh năm được ấy thì có thể chơi lan hoàng dương hoặc là xanh Thái các bác nhá. Hoa nở quanh năm. Bên cạnh đây là những cây bưởi đỏ Thái Lan, và em còn đủ những hàng giống này. Giống cao khoảng 60-70 phân cũng là cây ghép nhé. Chúng ta trồng thì cũng rất là nhanh có quả thôi. Nếu mà các bác trồng phát triển tốt ấy, chỉ khoảng hơn 1 năm, tuyên chúng ta để khoảng 2-3 năm cho quả là vừa rồi. Đã
đây có những cây hơn 1 năm cho quả này, em cũng chỉ để quả làm mẫu thôi, mà các bác trồng thì không nên để quả đâu nhé. Với đỏ thái, vỏ đỏ, ruột đỏ. Bên trong này thì em còn những cây bi qua, còn gọi là ngắt nhật đấy, thì bà của Nhật Bản nhé, em cho hoa này. Đây, đây là hoa của những cây ngắt nhật này, hoa của chúng nó hình chùm ở trên lửng ngọn như thế này, này. Nó lông nhung nhé, rất là xe hoa luôn. Cây này là cây cỡ to rồi, còn em có cả những hàng giống cũng đang sẵn hoa rồi. Bi qua ngắt nhật hay là tỳ bà ấy, là một dùng cây ăn quả ngoại nhập. Lá của chúng nó sẽ có lớp lông nhung ở bên dưới mặt lá như thế này. Em có nhiều cái nhỏ hơn, từ 250 cũng đang có hoa rồi, từ cái giống. Tuy nhiên thì có nhiều hàng to hơn thì mình để hoa thì nó sẽ đỡ kiệt cây hơn. Rất là nhiều nhá. Bưởi đỏ. Trên này thì em sẽ còn một số loại cây khác nữa. Đây, bên này là những cây tuyết sơn phi hồng. Đáp mắt sẽ rất là ổn định này. Hàng này là hoàng thất thân nhé. Cây cao khoảng 1m3, 1m4. À, ngoài cam và bưởi thì vẫn còn rất nhiều dòng chanh độc lạ nhé. Đây, đây là một quả chanh vàng Mỹ. Cây thất thân rất là đẹp này. Chanh vàng Mỹ thì cũng là một dòng thỏ quanh năm nhé. Dòng này cũng có vỏ khá là dày nhé. Chúng nó phải dùng để trang trí đồ ăn này hay là pha các nước giải khát ấy, rất thơm ngon. Quả quanh năm chỉ vàng đẹp mắt, hơn nữa thì quả rất là to. Quả này là do em đang trồng bầu nhỏ thôi, trồng một cây phát triển hết cỡ có thể nặng được khoảng 400-500g một quả là chuyện bình thường các bác nhé. Chanh vàng Mỹ loại này thì em sẽ có nhiều cỡ, những cỡ sẵn quả thì từ 250 thôi thì cũng cho quả rồi. Còn hàng to này thì là hàng to hơn rồi, gốc cây này được khoảng 4 phân, 4 đến 5 phân nhá. Ngoài các dòng hoa quả như vậy thì bây giờ còn rất nhiều dòng hoa quả quen thuộc như là ổi này. Đây là một cái ổi ruby Thái Lan, họ xanh ruột đỏ đấy ạ. Dòng này khá là ít hàng nhá. Em có từ cây giống là 150, những cái hàng to như thế này, có khoảng 6 đến 7 phân nhé. Hàng to này, cây to rồi ạ, ăn thay lá này. Còn là những cây nhỡ hơn một chút em vẫn còn rất là nhiều. Ôi ruby ruột đỏ. Đây là những cái liệu đỏ Ấn Độ này, hoa đỏ tươi nhé. Hoa đỏ, quả đỏ ngay từ lúc mới mọc rồi, mầm mới cũng sẽ đỏ như thế này. Đây là liệu đỏ Ấn Độ. Liệu đỏ Ấn Độ hiện nay không có nhiều cỡ to đâu, nhưng cỡ như thế này là cao hơn khoảng 1,5 m như bên em là to nhất rồi. Liệu đỏ Ấn Độ đấy. Bên này thì em sẽ có nhiều cái khác nữa, như là cây hồng sô-cô-la này. Cây này cũng mới hết lứa quả của chúng thôi, cũng cho quả rất là sai rồi, đang bật mầm mới nhiều này. Tầm đầu năm chúng sẽ có quả lứa tiếp đấy ạ. Hồng đen sô-cô-la, ruột đen. Chúng là có ruột đen như sô-cô-la, chứ không phải là chúng ăn có vị như sô-cô-la đâu ạ. Đây, còn là bên này em có nhiều cây khác nữa. Đây là vẫn là cây bưởi đỏ Thái Lan, cây to nhá, cỡ to hơn. Em có nhiều cỡ với dòng bưởi đỏ này lắm, mỗi nào mà cần như cây như này là cứ liên hệ bên em nhé. Đây là cây này thân khá là đẹp này, bưởi đỏ Thái Lan. Ngoài này thì sẽ có nhiều cây khác nữa như là hồng sô cô la, à hồng xương sườn đỏ khổng lồ. Đây là một cây nhỡ cây to này, tán rất là sum đẹp nhé, hồng xương sườn đỏ khổng lồ. Cây này thì giá khá là cao, cây giống cũng từ 800.000 một cây rồi ạ, cây bằng hạt đấy ạ. Còn những hàng chiết, hàng ghép thì chúng ta giá sẽ cao hơn. Những cây chiết từ 2 triệu rưỡi đã chiết từ những cây đã cho hoa và đậu quả rồi. Bên này là những cây bánh kem. Nó cùng họ với cả hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ với cả những cây hồng sô-cô-la đấy ạ. Cùng họ. Bánh kem thì em sẽ có nhiều cỡ từ những cây 400.000 hoặc là những hàng to. Còn rất là nhiều như thế này. Em có đủ cỡ, rất là nhiều cỡ khác nhau nhá. Hay là đến ngại những cây roi đỏ Thái này. Chung là cây gì em sẽ có nhiều cỡ, một số chỉ có trừ một số cây không có nhiều cỡ thôi. Cây nào sẽ có đủ cỡ từ cây giống đến những cây trưởng thành luôn ạ. Bên này có một cây tre ruột đỏ này, rất là đẹp nhá, đang rất là nhiều hoa nhiều quả bên trên này. Không biết là các bác có thấy không, rất là sai luôn. Tre ruột đỏ hiện nay thì tre đang rất là ưa chuộng để trồng trang trí khuôn viên gia đình. Quả của nó cũng là một thứ quả của tuổi thơ đó ạ. Rất là nhiều quả nhá. Em sẽ có những hàng to đến cả hàng banh khoảng 60 cũng có đủ nhá. Ngay bên cạnh đây là một cây roi đỏ Thái Lan to hơn nữa này. Cái này banh khoảng 45-50. Đây mà mới rất là đẹp rồi. Roi đỏ Thái Lan nhá. Còn cả những cây bàn trà nữa cơ. Rất là nhiều kích thước của những cây như thế này. Một số hàng kim thì cái này là của khách rồi ạ.
Bên này thì em vẫn còn nhiều cây khác như là vú sữa Mika này, hay là cây cherry Brazil. Cherry Brazil thì cũng sắp vào mùa rồi. Cherry Brazil thì 1 năm cho 2 vụ người ta đấy ạ. Trong này thì là những cây vú sữa Mika này, đang cho hoa lửa mới rất là sai này. Sữa Mika nhé. Hàng này thì cái em có khá là nhiều cỡ cũng từ cây giống luôn. Cây to này cũng đậu quả rồi này. Nhiều cây giống cũng đang hoa đang quả rồi đấy. Nhưng mà nếu mà mình để quả ở chỗ đấy thì nó sẽ hơi bị suy cây. Em sẽ bỏ hết đi nhá. Những cây choa như này thì mình bắt đầu để quả thử rồi. Ăn thử được luôn. Để vụ sau thì nó để nhiều quả hơn nhá. Đây là những cây lựu đỏ. Lựu Peru đấy ạ. Cây cao khoảng 1m6 đến 1m8. Gốc đường kính khoảng 8 đến 10 phân. Rất là đẹp này. Đang mầm mầm rất là xanh tốt nhá. Cũng là vỏ đỏ hạt mềm nhưng loại này thì già, quá già cho mấy đỏ, không đỏ từ nhỏ như là lựu đỏ Ấn Độ đâu. Em vẫn còn rất nhiều loại hoa cây ăn quả khác nữa nhé. Còn bây giờ tiếp theo thì em sẽ giới thiệu các bác từng loại khác, cũng như là một số loại hoa cây cảnh để bắt đầu trưng Tết năm nay được rồi. Bác nào mà quan tâm đến loại hoa cây ăn quả nào, cứ liên hệ với nhà vườn Ngọc Thảo qua số điện thoại 092 391 2111. Vườn em thì ở phố Mộ Tài, Chu Kỳ, Gia Lâm, Hà Nội và có gian hàng Vườn Phúc. Cảm ơn các bạn đã xem.